Còn vào đầu giờ chiều nay tại khu G1, khu tập thể Thành Công Hà Nội cũng đã bất ngờ bốc cháy. Khói đen mù mịt và ngọn lửa lan nhanh sang các nhà ở xung quanh. Đây là khu tập thể 5 tầng có khoảng 80 căn hộ. Đám cháy bước đầu được xác định xuất phát từ căn hộ 301, khu G1, tập thể Thành Công, thành phố Hà Nội. Sau đó đã lan rộng ra khoảng 10 căn hộ khác. Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, lực lượng cứu hộ, cứu nạn và phòng cháy chữa cháy đã huy động lực lượng tới hiện trường để tiến hành công tác khống chế đám cháy. Và tới khoảng hơn 15 giờ chiều nay thì đám cháy đã cơ bản được khống chế. Theo nguồn tin từ cơ quan chức năng, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu có thể là do chập điện.